các bạn thân mến, theo mô tả lại thì giữa ngoại hình và nội tâm của nhạc sĩ Hoài Linh tương phản lẫn nhau. Ông ăn mặc xuề xòa như áo sơ mi bỏ ngoài quần, lại có vóc dáng con nhà võ, không giống với truyền thống lịch lãm của làng ca nhạc. Thế nhưng khi ôm đàn, cầm bút viết lời ca cho sáng tác của mình và cho các nhạc sĩ bạn, Hoài Linh đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Sau đây, mời các bạn thưởng thức một sáng tác của ông với tựa đề Chuyện đêm mưa qua phần trình bày của Minh Châu. Trời không sao thưa, đường lầy ướt ngõ tối, mưa khuya về hiu hắt đi vào hồn. Chuyện đời quên đi thôi, dĩ vãng xa lắm rồi, gửi lại để làm chi nữa người ơi. Chiều nào nâng ly bôi, tình vừa mới chấp nối, chia ly mà không nói nhau một lời. Để rồi bao năm sau, phong sương mờ vai áo, nhớ cô nhân muốn tìm ta lòng nhau. Quán vắng mưa khuya như khúc ca nghẹn lời, tí tắt rơi rơi day dứt trong lòng người. Chân hẹp tựa vai run môi, đêm dài chợt xa ướt gối, gió lùa lá rơi sâu lên mãi mãi. Chừng nào mưa thôi rơi, đường trần nắng dẫn lối, mưa tan vào sương khói xuôi về nguồn. Cuộc tình duyên năm xưa xa nhau còn thương nhớ, mỗi lúc nghe gió về kể chuyện. Thương nhớ mỗi lúc nghe gió về kể chuyện.